mà đang làm việc, mà đang bắt đầu, hoặc có những bạn chúng ta cũng làm việc lâu rồi, cho đến đấy thì phải đừng phức tạp vấn đề lên, mà hãy đơn giản hóa nó bằng một cái kiến thức về hình họa cơ bản nhất. Chúc mọi người chúng ta sẽ cố gắng để cùng nhau phát triển, để có thể giúp cho cái ngành công nghiệp của chúng ta có những cái tựa game nó thật sự là chất lượng. Đến giờ phút này là dự án mà mình yêu thích nhất, tự hào nhất chính là dự án 7504, là cái dự án game mà 15 năm trước bọn mình bắt đầu làm về cái đề tài là Điện Biên Phủ ấy, người Việt chống Pháp ở Điện Biên Phủ. Thì đấy là dự án đầu tiên. Với cái trải nghiệm lần này thì bản thân tôi là một người làm về lĩnh vực design, thì tôi thấy nó rất là cần thiết, bởi vì nó phù hợp với cái xu hướng chung của thời đại này. Các diễn giả trao đổi ở đây có nhiều thứ nó rất là thực tiễn với cái thị trường bây giờ, thị trường tuyển dụng bây giờ, và cũng như là những cái bạn mà đang chuẩn bị theo học bây giờ, họ giúp cho họ có một cái định hướng và một cái lộ trình để các bạn có thể biết là ở giai đoạn nào thì mình nên bắt đầu với cái gì và tiếp theo sẽ phát triển đến đâu. Mình học studio cách đây khoảng tầm 1.5 năm, và mình học khóa character design cho game và phim. Mình thấy hỗ trợ rất là nhiều, cũng như là làm trong khoảng texture cũng như là màu sắc rất là nhiều trong công việc, cũng như là trong cái sở thích mình muốn làm ra. Từ hồi năm cấp 3 thì em đã có mong muốn là đi theo con đường nghệ thuật, nhưng mà lúc đấy thì em lại do một số vấn đề cá nhân thì em đã chọn theo báo chí. Nhưng mà cho đến năm thứ 3 rồi thì em đã suy nghĩ lại là mình có phù hợp với con đường này không, thì có lẽ là đã đến lúc mình phải thay đổi và theo đuổi cái giấc mơ của mình. Vì thế nên là em quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật, và cụ thể là con đường học về 3D tại Discap Studio.